Thưa quý vị, từ bao đời nay, giải đất miền Trung dường như đã gắn liền với thiên tai khắc nghiệt, hết hạn hán rồi bão lụt, khi mà sáng chắn bão giông, chiều phải ngăn nắng lửa. Cứ vài ba năm một lần thì miền Trung lại phải hứng chịu một đợt bão lũ nặng nề, nhưng mà thiệt hại đã được giảm đi rất nhiều so với giai đoạn trước. Tuy nhiên, với tình hình thời tiết biến đổi khí hậu như hiện nay, trận đại hồng thủy năm 1999 có thể lặp lại bất cứ lúc nào. Và hơn lúc nào hết, bài học của 20 năm về trước cần phải được khắc ghi và chuyển biến thành hành động thực tế trong công tác ứng phó thiên tai. Sau trận đại hồng thủy thì còn phải kể đến các đợt thiên tai lớn như cơn bão Chan Chu năm 2006, bão Ketsana năm 2009, trận mưa lụt lịch sử miền Trung năm 2010-2013, cơn bão số 12 năm 2017, lũ quét và mưa ngập năm 2019. Năm nào cũng có mưa lũ, thậm chí có những nơi mưa cục bộ còn lớn hơn trận lũ năm 1999. Nhưng điều đáng nói là thiệt hại đã được giảm thiểu đi rất nhiều. Điển hình như trong năm 2017, trên sông Trà Bồng tại Châu Ổ là 5,83m, vượt đỉnh lũ năm 1999. Tuy nhiên, khác với thảm họa năm 99, nhờ cơ sở hạ tầng được nâng cao, công tác chỉ đạo triển khai quyết liệt từ trung ương xuống địa phương, 6 hồ thủy lợi lớn và 30 hồ thủy điện đã tham gia vào việc vận hành trữ nước, cắt lũ hiệu quả nên không ảnh hưởng quá nhiều đến hạ du. Tôi tập trung đầu tiên là vào các cái công trình cơ sở hạ tầng trọng yếu để đầu tư. Thì đó là những công trình mang tính chiến lược để giúp cho cái khả năng chống chọi với các cái điều kiện bất lợi do thời tiết gây ra. Thì chúng tôi nghĩ đó là cái mà bài học kinh nghiệm lớn nhất. Tiếp theo đó là chúng ta phải quan tâm đến cái đối tượng mà dễ bị tác động nhất, đó là những cái đối tượng yếu thế như là do cái điều kiện sống, vùng thấp trũng, vùng nhạy cảm với sóng gió, rồi những cái đối tượng nghèo mà chưa có nhà kiên cố. Thực tiễn công tác vận hành hồ chứa ở miền Trung những năm gần đây cũng phát huy hiệu quả, nhưng không phải là không có những điểm hạn chế. Địa hình chia cắt sông suối vừa, nhỏ nên dung tích các hồ chứa cũng nhỏ, được xây dựng theo kiểu bậc thang nên tiềm ẩn nguy hiểm nếu có sự cố xảy ra. Chính vì thế, dung tích phòng lũ của các hồ thủy điện không nhiều, hiểm họa thì vẫn thường trực do tác động của biến đổi khí hậu, rừng đầu nguồn bị suy kiệt và những trận mưa lớn cực đoan ở thượng nguồn. Rồi các cái công trình thủy điện ở trên địa bàn, nhất là các thủy điện bậc thang trên hệ thống sông Thu Bồn Vu Gia đã có cái quan hệ rất tốt với chính quyền địa phương, với ban chỉ huy thông qua việc ký kết cái quy chế phối hợp cũng như cái quy chế cung cấp thông tin, đảm bảo là các cái thông tin nước lũ về hồ rồi vận hành ở hồ như thế nào phải kết nối thường xuyên liên tục với ban chỉ huy. Thì từ đó các quyết định của chúng ta ban hành nó tương đối phù hợp sát với tình hình thực tế. Trận lũ năm 1999 cũng chính thức hiện thực hóa phương châm 4 tại chỗ và thực tế đến nay, phương châm này đã phát huy hiệu quả trong suốt thời gian qua. Bên cạnh đó, nhận thức và năng lực của cộng đồng về phòng chống giảm nhẹ rủi ro thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu đã có bước chuyển mình, từ bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa. Công tác dự báo thiên tai và khả năng ứng phó của cộng đồng đã được nâng lên đáng kể. Tăng cường thêm nâng cao năng lực của cộng đồng, chúng ta phải có cái hệ thống truyền thông mà đến được cái cộng đồng một cách nhanh chóng và kịp thời để người dân biết được thiên tai và có chủ động ứng phó. Riêng đối với miền Trung thì chúng ta còn có một cái nội dung mà Thủ tướng Chính phủ đã có cái chỉ đạo, đó là chúng ta phải xây dựng một cái chương trình toàn diện về phòng chống thiên tai cho miền Trung. Trong đó chúng ta phải đối phó với những loại hình thiên tai lớn thường xuyên xảy ra ở miền Trung. Có thể thấy trong 20 năm qua, câu chuyện thiên tai tại miền Trung không chỉ có trận Đại Hồng Thủy năm 1999, còn biết bao cơn bão, lũ lớn khác quét qua. Sau tất cả những thiệt hại đó, đến lúc cần phải ngồi nhìn lại, tổng kết, nhận thức thật khách quan, thật sâu xa để xây dựng một chương trình phát triển bền vững đối với miền Trung. Sự chuyển biến vượt bậc về nhận thức và hành động của Việt Nam trước thiên tai và biến đổi khí hậu là cơ sở để giúp người dân có cuộc sống an toàn trước những sớm chiều bão giông nắng lửa.